Rồi, xin chào cả nhà nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động 1 Phút nha. Chúc anh em có buổi sáng làm việc vui vẻ và thành công nha. Tiếp tục clip hôm nay giới thiệu anh em biết máy cũ nữa. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356 nha anh em, có trên cái bảng nhỏ nha anh em. Anh em gọi đi thẳng số đấy đặt hàng nha, sẽ có người bắt máy và giao lưu với anh em nha. Quy định mua máy mình thì cọc trước cái cạc Viettel 50k cho tới 100k tùy theo giá trị máy nha. Dưới 1 triệu thì anh em chụp thôi. Còn trên giá đấy thì 100 hoặc 200 300. Anh em chuyển khoản hoặc là Viettel Pay, Momo đều được hết nha anh em. Tiền cọc thì trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Tất cả các máy mình có đều có ship code cho anh em toàn quốc. Em yên tâm nha. Cứ nhận máy rồi trả tiền cho shipper. Máy thì bao test 1 tuần, lỗi phải là trả lại nha anh em. Và mình xin nhắc lại cho anh em là cái chất lượng máy nó tùy theo máy ha. Có gì mình báo trong clip. Rồi, giới thiệu anh em con iPhone 6S đầu tiên nha. 6S con này máy thì nói chung là vỏ hơi xước nha anh em. Sao ép máy riêng full vân tay vân chân đầy đủ, trời xước nhẹ cái sườn này anh em thấy không, sườn có xước sắc nha, không được đẹp nha, mình chưa có thay, để cho nó nguyên riêng bán cho anh em nha, anh em nào cần thì hú nha, được cái kính đẹp, anh em kiếm ốp lưng màu đen bỏ vô là xài bao đẹp luôn. 16GB quốc tế. Sao ép nha anh em, 16GB đang là 13.7 iOS 13.7. Vân tay VIP luôn. Ok, con này ra đi anh em giá 2 triệu 1 nha. 6S full 2 triệu 1. Kèm sạc và giá lực cho anh em luôn đầy đủ. Đa số máy mình đều kèm sạc hết cho anh em nha. Đó. 6S máy đẹp keng. Đẹp keng là đẹp keng cái màn hình nha anh em, còn cái lưng xấu nha, không có đẹp. Đó. Tiếp theo là con Samsung A750 máy riêng nha. Đánh giá là sườn đẹp tầm 95-96 thôi, kính keng. Màn hình này được rất là đẹp nha. A750, màn hình 6 inch, RAM 464, pin 3300. Màn hình hiển thị rất sắc nét, không ám ố nha anh em. RAM 4GB nha anh em, 464 ha, con này xài cũng rất là mạnh nha. Con rất là ok. Chức năng full nha anh em. Camera các kiểu ok, rất nét nha. Wi-Fi đó, rất ok. RAM 464, pin con này 3300, màn hình thì 6 inch, để anh em giá 2 triệu rưỡi nha. Con này 2 triệu rưỡi nha anh em, kèm sạc dán kính luôn nha anh em nha. Một con A10s màu xanh lá, con này đã dán keo và đẹp keng nha anh em. Đại dáng keo đẹp keng ha. A10s màn hình 6 inch 2, RAM 232 và pin 4000. Con này kính đẹp, lưng đẹp ha. Kính đẹp ha, đang cập nhật phần mềm rồi. Đây. Kính keng luôn, còn miễn giá garanti. Máy riêng nguyên, đẹp keng sạc beng. A10s giá 1750 nha anh em. 175. Kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ nha. Đó. Máy thì bao đẹp cho anh em luôn, từ A tới Á luôn ha, từ dáng keo mặt trước và mặt sau còn miễn giá garanti nên còn rất là ok. Giá 175. Tiếp theo là một con Ribay 37 bản hàng. Galaxy Y3, con này Y3. Máy kính đẹp, lưng đẹp tầm 98-99. Kính đã giá lực cho anh em rồi, RAM 332. Màn hình 5.5 và pin con này 3.5 nha anh em. Đó, máy chức năng full. Ok cho anh em hết ha. Đó, Wi-Fi, camera các kiểu ok, nét đẹp. Test sơ cái chức năng máy coi. Wi-Fi này rất nét này. Wi-Fi 3. Rồi con này để em giá 1930 nha, kèm sạc dán kính nha. 1930. Rồi, một em Samsung A70 nha anh em, siêu phẩm ha. A70. Máy riêng nguyên, màn hình 6.7, RAM 6, bộ nhớ 128. Pin con này là 4.500 nha anh em. Máy đánh giá đẹp tầm 97 thôi. Lưng sao riêng nhưng mà có xuất sắc nhẹ này. Đó, nhưng được cái kính keng sạc beng nha. Kính lông mèo cực nhẹ luôn. Lông mèo cực nhẹ. Samsung A70. RAM 6 bộ nhớ 128GB. Nói chung rất là khủng rồi. Con này anh em chụp hình chụp bóng là thoải mái rồi. RAM mạnh, chơi game ok nha. A70 Samsung. Màn đẹp không ám ố nha anh em. Ok, con này ra đi cho anh em giá 3.9 triệu nha. 3.9 triệu nha anh em, máy cực đẹp ha. Bữa mình có con 66 mình đã bán 3.8 triệu rồi nha anh em. Con này thì phải 3.9 triệu mới bán được nha.
Camera thì anh em bao đẹp cho anh em rồi, khỏi lo ha. Ok, giá 39 kèm sạc, giá cơ lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Và mình có con Ri 8 màu tím này, con này kính camera không có nha, mình chưa có thay kịp, anh em mua về tự thay cái này tại trên mạng về cũng 50-60 ngàn thôi, nhưng mà mình sẽ bán giá rẻ cho anh em. Ri 8 màn hình 6 inch, RAM 332, pin 3500 nha, vỏ xeo xuất sắc nhẹ, kính đẹp keng, màn ring đó, hiển thị rất sắc nét nha, chức năng full ha, camera trước sau đều rõ hết ha, đẹp, wifi mạnh nha. Ri 8 ha, giờ thông tin cho anh em xem đó. Màn hình 6 inch anh em cũng rất là rộng rãi nha, chức năng thì full rồi, mọi chức năng ok cho anh em trước khi gửi máy đó, test full cho anh em rồi nha đó, ok nha. Ri 8 giá 1.700.000 nha anh em, 1.700.000 ha. À, mình có con A71 nè anh em, A71 màu đen nha, máy đẹp mà tầm 97-98 nha, lưng sao đẹp nha, không có xước sát này, kính keng sà beng luôn nha, mấy con này đẹp đẹp, khách xài rất là dữ nha anh em, nên là máy ok hết ha, sườn viền đẹp hết ha, sườn viền ok đó. A71 màn hình 6.7, con này đặc biệt là RAM 8GB nha anh em, RAM 8 bộ nhớ 128 ha, pin cũng 4.500 luôn đó, máy thì ok rồi, đặt cái lịch cài đặt nâng cấp phần mềm nó sẽ tự cập nhật lúc 2 giờ sáng ha, con này tự cập nhật hết rồi, bỏ vô. Wifi chức năng thì nó là khỏi phải chê con này rồi anh em. Đó, A71 nha anh em, chức năng full đẹp ha, Samsung A71 mấy mẫu mới ra luôn, keng sà beng ha, con này để anh em giá 5.600.000 nha, không fix nữa nha anh em, 5.600.000 kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ nha, giá cực mềm rồi anh em. Một con A3S màu xanh đen, vỏ hơi xuất sắc, ring chưa thay đó, có như này ha, có quay sau thì quay dở y cho anh em coi luôn, màn hình 6 inch 2, RAM 216, pin 4230, cực trâu bò, được cái kính đẹp nha anh em, mua thì sẽ dán cái lực lại cho anh em luôn, RAM 216GB đó, chức năng full nha, wifi nè đó, mạnh nha anh em, màn hiển thị sắc nét nha, cam trước cam sau hoạt động bình thường, máy đẹp ha, A3S RAM 216, con này để anh em giá 1.750.000 nha, 1.750.000 kèm sạc dán kính nha. Tiếp đến cho anh em là con A600 bản hàng màu xanh rêu rêu xám xám thôi, máy đẹp tầm 97 thôi nha anh em, không có keng nha, 97 nhưng mà 97 của mình là thực sự rất là đẹp rồi, màn hình 5.6 nha anh em, RAM 332, pin 3000, máy thì màn kính keng 99 luôn, lưng sau xuất sắc nhỉ. Máy cực đẹp nha, A600 bản hàng một sim, máy màn hiển thị rất sắc nét, con này đã đi cho anh em giá 1.750.000, 1.750.000 kèm sạc dán kính nha anh em đầy đủ nha, máy đi giá đã mềm rồi nha anh em. Một con Samsung A31, con này là A31 nha, Samsung keng sà beng luôn, con này keng sà beng ha, màn hình 6.5 inch, RAM 6GB nha anh em, bộ nhớ 128, pin 4000 đó, máy rất sắc nét nha, hiển thị là cực đẹp luôn, A31 wifi các kiểu ok, chức năng quá đẹp. Samsung A31 màu trắng, con này ra đi cho anh em giá 3.950.000, 3.950.000 nha anh em, máy cực đẹp nha, kèm sạc dán kính nha. Tiếp đến là mình có một con A71 màu xanh nữa anh em, máy đẹp tầm 98-99, màu xanh kim cương này, có kim cương này, kính camera cực đẹp này, A71 ha, màn hình 6.7, RAM 8 bộ nhớ 128, pin 4.500 nha, giống con đen này ha, nhưng mà con này thấy có việc quá keng, chức năng hiển thị cực đẹp đó, cũng là A71 luôn, cũng RAM 8GB, bộ nhớ 128 luôn, và giá đồng giá cho anh em luôn nha, giá 5.600.000 nha, 5.600.000 kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha.
Máy cực đẹp ha. Đó, A71. Ok. Ra đi nhanh gọn luôn, màu xanh kim cương, giá 5,6 triệu. Kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha. Máy cực đẹp luôn. Rồi mình còn một con Note 8 này. Note 8 màu đen vỏ đẹp này, màu vỏ mấy hàng nha anh em, một sim nha. Mấy hàng nha. Lưng sau thì xuất sắc nhẹ nhẹ và cộng lông mèo màu đen. Mặt trước kéo xà beng nha. Đây, kính này đặc biệt xuất sắc cực nhẹ nha. Chỉ vài cộng lông mèo thôi. Một đốm nhẹ ngay đây, không ảnh hưởng nha. Bao anh em không lan nha. Một đốm nhẹ mà bán giá y như là bán giá Phước Đi nè. Đó, bán giá như Phước Đi luôn. Đặc biệt cảm ứng cam yếu rất đẹp, rất ngon. Một đốm nhẹ đây. Nên là bán trị giá mềm mại cho anh em. Camera trước sau thì bao nét cho anh em luôn. Anh em thấy camera đã không? Đó. Camera trước sau con này chụp hình chơi game thì chống cháy rất cực đã nha. Bán cho anh em chống cháy. Note 8 nha. Mỗi chức năng full. Bao anh em không có lỗi một chức năng gì hết nha. Chỉ có một cái màn nó có đốm nhẹ ra thôi. Mấy hàng ha. Mấy hàng một sim. Màn hình 6.3, RAM 6, bộ nhớ 64, pin 3003. Một con duy nhất. Xuất sắc, góc viền rất là nhẹ. Một con duy nhất nha, để anh em 3,2 triệu nha. 3,2 triệu. Kèm cục sạc cho anh em, xong. Đó, máy cực đẹp nha. Một đốm nhẹ, giá 32. Và một con S8 cộng, bán hàng luôn. Máy cũng đẹp, keng xà beng luôn. Đó, lưng kính đẹp. Và có một đốm nhẹ nhẹ đây. Đây, có sao quay rõ cho anh em xem. Không lên tay. Đốm nhẹ, màn ám nhẹ nha. Chức năng vô tư luôn. Chức năng thì vô tư. Camera trước sau thì bao rõ, bao đẹp. Con này thì những cái máy bình thường không thể có vé với nó đâu anh em. Bán hàng ha. Đây. Chức năng full. S8. S8 Plus ha. Rồi. Ra đi con này giá 2,690. 2,690,000. S8 cộng, một đốm nhẹ ngay góc đây. Rồi ok, anh em cần thì alo cho mình nha. Số điện thoại đặt hàng này 0355 356 356. Rồi thân ái chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới được kênh mình nha em. Chào anh em.